Xin chào mọi người. Hello everyone. Hiện tại trong thời điểm này là tuyết bắt đầu rơi thật nhiều. Hôm nay trên đường đi mua sắm về, chạy ngang qua nơi đây thì sẵn tiện hai vợ chồng mình ghé vào nghĩa trang để thăm mộ ông bà ngoại chồng. Và cũng muốn chia sẻ đến với mọi người cùng xem nghĩa trang ở nước ngoài ra sao, đặc biệt trong mùa đông băng giá phủ đầy tuyết như thế này. Và đây là khuôn viên của nghĩa trang rất là rộng lớn luôn á mọi người. Có nhiều khu vực bia mộ xung quanh và thậm chí có luôn cả nhà ở của người dân sống gần ở nơi đó. Mọi người thấy không, tuyết rơi thật là dày đặc, phủ lấp mọi thứ, luôn cả những bia mộ cũng bị lún sâu dưới tuyết. Ở đây á, mỗi khi có thời gian rảnh là người ta cũng thường xuyên hay ra thăm nom mộ, như là trồng hoa, thay hoa, cắt cỏ và tưới nước cho mộ phần của những người đã khuất thêm đẹp và ấm cúng. Lúc trước á, lần đầu tiên khi Vân ra đây, Vân cảm giác cũng rất là sợ. Nhưng sau đó, thì cũng quen. Và nhìn nghĩa trang ở nơi đây thì mình không có thấy sợ nhiều như ở Việt Nam của mình. Mình cứ mỗi lần ra đây khấn vái cho nó thành tâm và bày tỏ cái sự tôn trọng của mình với những người đã khuất á, thì cảm giác của mình nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều đó mọi người. Ông xã Vân á, cũng đang kiểm tra mộ của ông bà ngoại xem như thế nào. Cái đám cây cỏ hoa mà nhà Vân trồng trước đó bị tuyết phủ lấp kiểu vậy chắc cũng tiêu luôn rồi đó mọi người ơi. Giờ chỉ chờ cho tới khi tuyết không rơi nữa và đến xuân sang á, thì ra làm lại thôi. Lúc này là vào thời điểm của cuối tháng 10, cũng là ngày lễ thánh nên ai ai cũng ra đây viếng mộ vào lúc chiều để tỏ lòng thành kính đối với người thân đã mất. Trời lúc đó cũng chỉ mới bắt đầu sang đông, khoảng 5 giờ chiều thôi mà mọi người thấy không, nó tối thui như vậy luôn đó. Đặc biệt hôm đó mộ phần nào cũng được thắp nến, lên đèn, nhìn lung linh, rất là đẹp và huyền ảo trong màn đêm của mùa đông. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc mọi người có một ngày thật là vui. Nếu mọi người thấy video hay thì xin ủng hộ Vân bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và like.
để có thể xem thêm nhiều video về cảnh đẹp thiên nhiên và cuộc sống thường ngày ở Thụy Điển nhé cả nhà. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong video lần sau.